Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, huyện ủy Văn Bàn đang tập trung đồng bộ giải pháp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở Đảng tại cơ sở. Trọng tâm là đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ công tác Đảng. Một buổi sinh hoạt chi bộ thôn tại thôn Nà Bay, xã Làng Giàng. Khắc phục một số tồn tại hạn chế trong hoạt động của chi bộ, nội dung buổi sinh hoạt này đã thực sự được đổi mới. Đảng viên trong chi bộ đã tham gia thảo luận sôi nổi vào các vấn đề trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, công tác giảm nghèo bền vững gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại địa phương. Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ sổ sách hoạt động của chi bộ cũng đã thực sự được chú trọng. Chắc chưa có hồ sơ sổ sách theo từng nội dung công việc và tôi thấy rằng đây cũng là cách làm hay. Từ thực trạng nhiều tổ chức đảng tại cơ sở còn chưa chú trọng đổi mới nội dung hình thức các buổi sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn sơ sài, chưa tập trung các giải pháp hữu hiệu để tạo sức bật trong công tác lãnh đạo, xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Huyện ủy Văn Bàn đã tập trung nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức đảng tại cơ sở, với kỳ vọng sẽ phát huy trí tuệ của các đảng viên trong triển khai đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đảng trên địa bàn toàn huyện. Thứ hai là xây dựng bộ hồ sơ nghiệp vụ đảng đồng thuận, khoa học trên địa bàn toàn huyện và được sắp xếp để thuận tiện cho việc tra cứu, thuận tiện cho việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn và đồng bộ hóa tất cả các đảng bộ trực thuộc. Từ những kinh nghiệm thực tế được rút ra trong thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng tại cơ sở, Huyện ủy Văn Bàn sẽ quán triệt, nhân rộng, phát huy vai trò hạt nhân của các tổ chức đảng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.